tổng cộng được đến 180 tỷ đồng, một trong những năm mới tăng đến là tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Các sở đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Những thành công trong đó là một giao thông nông thôn là đúng xã điện an toàn trong người dân. Chín bảy năm tám một sáu hai năm hai một tám năm ba hai một năm một sáu bốn một năm bốn chín bốn một năm không bảy bốn một tám bốn một bốn một tám một năm bốn một bốn tám hai bốn một bốn bảy chín bốn một bốn chín mươi bốn một tám không ba bốn một bốn năm ba sáu một năm 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 bảy một năm một một. Thank you.